Hãng tin Reuters cho biết tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã thừa nhận gây ra vụ đánh bom nhằm vào người Công giáo ở miền nam Philippines, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, 50 người bị thương. Vụ đánh bom xảy ra trong giờ tiến hành nghi lễ Công giáo vào buổi sáng ở một trường đại học thể thao tại thành phố Marawi, bang Mindanao, nơi từng bị các tay súng thánh chiến Hồi giáo cực đoan kiểm soát trong khoảng 5 tháng vào năm 2017. Trên mạng xã hội Telegram, IS cho biết các thành viên của tổ chức đã kích nổ bom. Vụ đánh bom tại Marawi xảy ra sau khi quân đội Philippines triển khai các chiến dịch truy quét các nhóm ủng hộ IS ở miền Nam. Đáng chú ý có chiến dịch ở Lanao de Sur, trong đó tiêu diệt thủ lĩnh của nhóm chiến binh Dalat Islamia Maute trong ngày 3 tháng 12. Tư lệnh lực lượng vũ trang Philippines Romeo Roner cho rằng có khả năng vụ đánh bom là hành động trả đũa.